Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã trải qua bao nhiêu thời gian? Phật dạy, thiện hiện, đại Bồ Tát ấy phát tâm hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề đã trải qua vô số trăm ngàn triệu ức kiếp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, đã từng gần gũi cúng dường bao nhiêu đức Phật? Phật dạy, thiện hiện đại Bồ Tát ấy đã từng gần gũi cúng dường hàng hà sa chư Phật. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy đã trồng những căn lành vi diệu gì? Phật dạy, thiện hiện đại Bồ Tát ấy từ lúc phát tâm đến nay không có căn lành nào xuất phát từ bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa mà không siêng năng tinh tấn tu hành viên mãn, nhờ đó mà thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo được như vậy rất là hy hữu. Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Các đại Bồ Tát thành tựu phương tiện thiện xảo được như vậy rất là hy hữu. Thiện hiện nên biết giống như mặt trời, mặt trăng vận chuyển chiếu sáng khắp bốn đại châu thế giới để làm các sự nghiệp. Tất cả các loài hữu tình, vô tình theo thế lực của ánh sáng ấy mà di chuyển và thành tựu việc của mình. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa chiếu sáng năm ba la mật đa khác để làm các sự nghiệp. Năm ba la mật đa bố thí vân vân theo thế lực của bát nhã ba la mật đa mà di chuyển thành tựu việc của mình. Thiện hiện nên biết năm ba la mật đa bố thí vân vân đều nhờ bát nhã ba la mật đa hộ trì nên mới gọi là ba la mật đa. Giống như chuyển luân vương, nếu không có bảy báu thì chẳng gọi là chuyển luân vương, cần phải đầy đủ bảy báu mới gọi là chuyển luân vương. Cũng vậy, năm ba la mật đa bố thí vân vân nếu lìa bát nhã ba la mật đa thì chẳng được gọi là ba la mật đa, phải nhờ bát nhã ba la mật đa hộ trì mới được gọi là ba la mật đa. Thiện hiện nên biết ví như có người nữ xinh đẹp giàu có, nếu không được chồng mạnh khỏe bảo vệ thì dễ bị người xấu lăng nhục. Nếu cô ta được chồng bảo vệ thì không bị người xấu lăng nhục. Cũng vậy, năm ba la mật đa bố thí vân vân nếu không có bát nhã ba la mật đa hộ trì thì dễ bị thiên ma và quyến thuộc của chúng phá hoại ngăn cản. Nếu được bát nhã ba la mật đa hộ trì thì tất cả thiên ma và quyến thuộc của chúng không thể nào phá hoại và ngăn cản được. Thiện hiện nên biết ví như quân tướng dũng mãnh giỏi binh pháp khéo chuẩn bị những loại áo giáp đao gậy kiên cố thì oán địch nước bên cạnh không thể nào xâm lăng được. Cũng vậy, năm ba la mật đa bố thí vân vân nếu không để bát nhã ba la mật đa thì quyến thuộc thiên ma kẻ tăng thượng mạng cho đến những bồ tát thuộc trên đà la không thể nào phá hoại được. Thiện hiện nên biết ví như các vua nhỏ trong châu thiện bộ tùy thời đến triều kiến chuyển luân thánh vương, họ nương nhờ vào chuyển luân thánh vương để được ở chỗ cao tột. Cũng vậy, năm ba la mật đa bố thí vân vân theo hỗ trợ của bát nhã ba la mật đa, nhờ thế lực của bát nhã ba la mật đa hướng dẫn nên mau hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết ví như các con sông ở phía đông châu thiện bộ đều chảy về sông Hằng, từ sông Hằng chảy vào biển lớn. Cũng vậy, năm ba la mật đa bố thí vân vân đều được bát nhã ba la mật đa hộ trì nên có thể đạt đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nên biết ví như tay phải của người có thể làm ra mọi việc, cũng vậy bát nhã ba la mật đa có thể làm ra tất cả pháp thiện thù thắng. Thiện hiện nên biết ví như tay trái của người làm việc không thuận tiện, cũng vậy năm ba la mật đa trước không thể phát sanh phát thiện thù thắng. Thiện hiện nên biết ví như các dòng nước bất cứ lớn nhỏ nếu chảy vào biển lớn đều cùng một vị mặn. Cũng vậy năm ba la mật đa bố thí vân vân nhập vào bát nhã ba la mật đa đều chứng đắc trí nhất thiết trí, nhờ sự chứng đắc này nên gọi là đến bờ bên kia. Thiện hiện nên biết ví như chuyển luân vương đi đến đâu đều có bốn bộ quân đi theo, có bánh xe báu ở trước dẫn đầu. Nếu vua và bốn bộ quân nghĩ đến ăn uống thì bánh xe báu liền dừng lại. Sau khi ăn uống xong, vua nghĩ muốn khởi hành thì bánh xe liền đi trước. Bánh xe ấy đi hay dừng đều theo ý muốn của vua. Khi đến nơi, bánh xe ấy không đi trước nữa,
Cũng vậy, năm ba la mật đa, bố thí, vân vân cùng các pháp lành, muốn hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, phải nhờ bát nhã ba la mật đa dẫn đầu, tiến hay dừng, song hành, không bao giờ lìa bỏ nhau. Khi đến quả vị Phật mới không đi trước. Thiện hiện nên biết, ví như chuyển luân vương đầy đủ bảy báu, muốn đến đâu bốn bộ quần bảy báu đều đi theo. Bấy giờ tùy bánh xe báu đi đầu tiên, nhưng nó không phân biệt tướng trước sau. Cũng vậy, năm ba la mật đa trước, cùng với pháp lành, muốn hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhất định để bát nhã ba la mật đa dẫn đầu. Nhưng bát nhã ba la mật đa này không nghĩ như vậy. Ta dẫn đầu năm ba la mật đa trước, và các pháp ấy đi theo ta. Năm ba la mật đa cũng không nghĩ, bát nhã ba la mật đa thâm sâu ở trước chúng ta đi theo sau. Vì sao? Vì tự tánh của sáu pháp ba la mật đa và tự tánh các pháp đều chậm lụt, không thể làm gì được cả, không có chủ tể, là hư giả chẳng thật, trống không, không có sở hữu, không có tướng tự tại.